sinh để kiến tạo. VAS vững vàng tâm thép. Nhà không đơn thuần là nơi che nắng che mưa, mà đó là tổ ấm, nơi ta trở về. Sân G-Max, sân của người Việt, là giải pháp hàng đầu tôi chọn để bảo vệ, chăm sóc ngôi nhà của bạn. Dù có đi bốn phương trời, mình vẫn thích sân của người Việt. Người Việt là ta, dùng sân chi mới nhà cùng vui. G-Max, sân của người Việt. Năng lượng tích cực, thúc tung thách thức.